Việt Nam đang trở thành một điểm đến về du lịch golf hấp dẫn hàng đầu thế giới. Với tiềm năng và tốc độ tăng trưởng nhanh, du lịch golf tại Việt Nam hoàn toàn có khả năng cạnh tranh với nhiều quốc gia trong khu vực để thu hút dòng khách golf cao cấp, có khả năng chi trả cao gấp nhiều lần so với khách quốc tế thông thường. Bản đồ golf của Việt Nam đang ngày càng mở rộng với những điểm đến nổi tiếng như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, Thanh Hóa, Quảng Bình và Quảng Ninh. Thông qua các cái chính sách và tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch nói chung, và sau đó thì đến du lịch golf, và cũng thông qua các cái hiệp hội nghề nghiệp thì chúng ta có hiệp hội golf và hiệp hội du lịch golf. Cái sự tạo điều kiện của nhà nước đối với các cái hiệp hội và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này nó thể hiện ở cái việc mà ban hành các cái chính sách và hạn chế những cái khó khăn cho đối với doanh nghiệp hoạt động, làm sao để cho họ hoạt động một cách thuận lợi nhất. Golf Tour là một trong những sản phẩm cốt lõi, một trong những chìa khóa chính trong bài toán mở cửa du lịch quốc tế của Việt Nam. Để xúc tiến và kích cầu được phân khúc này thì cần có sự hỗ trợ xem xét từ phía cơ quan quản lý cho một số vấn đề, ví dụ sớm ban hành quy chuẩn thống nhất về việc đón khách quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho khách golf như vấn đề nhập cảnh, nghiên cứu cấp giấy phép cho các tour golf trọn gói có thời gian ngắn hơn, ví dụ như 4 ngày 3 đêm, thay vì yêu cầu thời gian 7 ngày như hiện nay. Ngoài ra cũng cần xem xét điều chỉnh mức giá của tour golf phải phù hợp nhất so với mặt bằng chung của Đông Nam Á bằng hoặc thấp hơn. Tôi nhận thấy cái tiềm năng của du lịch Việt Nam trong cái vấn đề về golf và cái việc mà chúng ta lựa chọn những nguồn khách có chất lượng khi đến Việt Nam, đấy là vô cùng quan trọng. Và chính vì vậy đến giờ phút này thì Việt Food đang triển khai các cái sản phẩm liên quan đến chọn gói. Chúng tôi đang hợp tác với các tập đoàn FLC để chúng tôi có cái giá package từ cái việc là máy bay đến tất cả các dịch vụ về lưu trú, về chơi golf và kết hợp luôn cả cái tham quan du lịch dành cho các khách golf đến với Việt Nam. Tiềm năng của du lịch golf đặt trong bối cảnh hậu giãn cách thông qua các yếu tố như lợi thế tự nhiên, cơ sở hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ sẵn có. Những thị trường tiềm năng và thị hiếu của du khách cũng được nhận diện để định hướng các chương trình kích cầu cho du lịch golf. Cái đóng góp của du lịch golf đối với hậu Covid, đây có thể nói rằng các golfer, đặc biệt là golfer nước ngoài, là họ là những người có khả năng chi trả tốt, có điều kiện, là những người có vị thế của xã hội. Cho nên cái khả năng sau Covid người ta vẫn có nhu cầu đi lại, nhu cầu chơi golf, nhu cầu rèn luyện thể thao. Và đây là nguồn khách rất là tốt. Đây là một thị trường ngách nhưng lại là một thị trường mang lại lợi nhuận, doanh thu và cũng là một cái môi trường đầu tư cho Việt Nam. Ngành du lịch đã nhìn thấy khách hàng tiềm năng từ du lịch golf. Câu chuyện hiện giờ là giải bài toán về giá dịch vụ sao cho cạnh tranh. Điều này cần có sự phối hợp từ doanh nghiệp sân golf, hàng không, lữ hành, du lịch golf thì không nên chỉ hướng đến khách quốc tế mà phải coi trọng khách nội địa. Trước mắt có thể ưu tiên thu hút khách quốc tế để phù hợp với bối cảnh hiện tại, nhưng về dài hạn thì khách nội địa cần được quan tâm, chăm sóc thường xuyên, làm nền từ đó mới tính chuyện thu hút khách nước ngoài.